Rất tí lách. Tao đang ở đâu? Ở trong vòng xoay của cuộc sống mà mình đã tìm cái đường để thoát ra ngoài, sử dụng mũi tên để di chuyển xung quanh. Ủa, game giải đố đi mẹ mày, like lên xem ai thích giải đố thì giải đố. Chơi khó hiểu lắm á. Có cái nến này, sử dụng tem ở bên phải, cái cửa này bị khóa này. Ui ma, game có tiếng Việt. Game kinh dị, game có tiếng Việt à? Vâng. Ở đâu em? Trong setting. Ô, có tiếng Việt luôn ạ. À. Đi, có mẹ mà xịn vậy. Bảy, game... à nhạc chơi game này rồi à? Em chơi rồi, em phá đảo rồi. Hay không? Cũng hay anh ạ. Nó có series dài lắm, nên này một phần nhỏ. À, thử. Sao mở được bức thư này ra nhỉ? Xếp kiểu lồn thì được. Nhưng mà từ tiếng Anh hay từ tiếng Việt? Ừ. M E T là tiếng mít. À, từ từ, xếp chắc là anh nghĩ tiếng Anh rồi. Ôi trời ơi. Ủa, cái đéo gì đấy? Tiền à? Tiền điện à? Không phải. Là phải đi tìm thông tin đấy. À, từ từ đã, cái này từ từ đã, sang phòng khác xem nào. À, anh phải tìm anh mối đã. Kéo. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, anh đồ ơi. Anh chơi phá đảo được luôn á, trò này tầm một tiếng. Ồ, ồ, nến nữa, sao làm nến đấy nhở? Anh phải tìm tất cả mấy cái nến. Ba cái này. Ba cái. Sao? Dao. À ha. Con dao để mở phong bì à? Đúng rồi anh ơi. Từ từ xem nào. Ồ, cái này là két rồi. Ồ, cái tôi luôn viết chưa anh? Cái này thì đéo biết, chưa có dự kiện gì cả. Sao rồi? Ủa, con thanh sung. Lấy con thanh sung đi anh độ. Từ từ mở cửa sổ được này. Bên bên kìa. Xé xé. Coi là xé cắt ra. Dao 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 dao. Ờ. Ồ, nến nến. Không có nến. Ồ. À, cắm đủ 4 cái nến này. Đúng rồi, 3 cái nến vào anh ơi. Đấy, con dao, con dao, con dao, con cá để. Lấy con cá. Đúng rồi. Ừ, có bật lửa anh ạ. À. Đi kiếm bật lửa anh ơi. Ừ. À, từ từ đã. Ui, con thanh sùng này có lấy được không? Nó chạy đi xem rồi. Nó, xem nó, xem nó. Còn mà. Chém rồi thì. Quay lại xem nó có ngồi lại không? Ok. Ê, nó chạy ra bên này này. Ê, thế cho chạy vào đâu nhỉ? Đuổi chết. Chém nó, xem nó. Đéo được. Cho nó chạy đến đích anh ạ. Ừ, chạy tiếp. Không, chắc là cho lùa đi đâu ấy. Ôi, lùa đuổi con ma đúng rồi, cho đuổi ma. Đuổi cái đéo con ma. Ui, đồ. Là mình. Đây là mình nhỉ? Hay là mình chết rồi nhỉ? Ui. Ôi. Cái lồn gì đây? Con thanh sùng. Đéo lấy được. Anh phải quay lưng lại anh ạ. Không chưa khóa nhỉ? Đéo dùng dao được. Dao này ấy thương. Làm đéo còn dự kiện gì nữa. À, đây rồi. Đấy. Cá này. Cái từ kìa anh, Enlighten Me kìa. À, ừ, đúng rồi. Enlighten Me. Enlighten Me viết nhau nhờ. L E N N N N
nơ thấp. Nơ hen hen. Không lại đi. E N L L I G H T G H T G H T T T nữa T N anh ơi. Đi đúng rồi. Quấy. Đấy. Không diêm anh ơi. Diêm 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 đi đốt đi đốt. Đi 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 đốt đi đốt đi đốt. Ở đâu nhá? Bên trái. Đây đây đây. Ô còn phòng bên trái nữa kìa anh kìa. Wow. Wow. Luôn đi. Ơ. Ô. Ui. Đầu mình treo con cá rồi anh ơi. Bay bổng nhà nhỉ? Thành phòng khác à? Con cá là thế giới dưới nước. À. Ô, cái ốc sên ở trên kính đi anh. Vỏ sò. Cái ký tự này là gì nhỉ? Từ đầu nó là cái run này, xong bên nó thành hình vuông này. Đây là cái phòng anh ạ. À, anh nhớ đi, anh phải nhớ đấy. Lồn đéo đấy, trông ghê đấy. Cái lồn gì đây? Đi mẹ trong cục cứt vẽ lồn vậy. lấy vỏ sò anh cho vào làm như nào. Anh phải bấm nút. Không bấm cái trong màu đen thôi mà anh. Không, đừng. Đây, bấm mình cái trắng thôi. Ừ, đúng rồi. Ấy. Bây giờ bốn vỏ sò chứ anh ạ. Đi tế vỏ sò. Đây, một vỏ nữa này. Em sao lấy ra được? Ra. Không lấy được. Đập chỗ nứt kìa. Đó. Đập tiếp. Đấy, đang vỡ đấy. Đấy, không có em thì... Nữa anh ơi. Sang nữa, sang trái đi. Con cá này, từ đã. Sang trái còn phòng mà. Đến rồi, phải phòng. Ồ. Bóng bóng vậy. Có bóng bóng đầy đúng rồi. Cái gì đây nhỉ? À, nó là chữ à? Chữ à? Ui, đi mẹ làm sao biết được. Let it. Hay rồi. Đó là Lighten B thì phải anh ạ. Làm sao biết được từ nào? Nhưng làm sao mình biết được chữ nào và chữ nào? Bấm từ trái qua phải là được. Trên. Let đi dưới. Xịt. Let đi xịt. Wow. Chìa khóa. Mở cái tủ à? Ừ, hay là tủ này nhỉ? Đúng rồi ơi. Đúng rồi. Cái lọ để sóc à? À, đây là đặt con này vào rồi. Đi con mẹ. Có một con. Thiếu một con nữa ở đâu nhỉ? Trong két sắt anh ạ. Lọ có nước. Hả? Ô, ô. Lại có một cái lồn gì đấy? Con mẹ mày có người chết. Đưa nó cái lọ anh ơi. Em nghĩ thế. Cho nó uống nước, nó khát nước, nó xong rồi nó không uống nước. Đưa cái lọ cho nó sóc anh ơi. Đúng rồi. Không phải, lọ có nước không phải. Hãy đưa cho nó con cá. Cho nó ăn. Đúng rồi. Hãy cho nó con dao. Ui, nó con dao. Con mẹ mày xong rồi xuyên chết mày nhỉ. Mày làm gì đây? Ui, quả tim à, quá lồn. Quả tim máu. Ui, kinh vãi lồn cái game. Nó đem chả mình dao à? Chứ tiếp tục làm lồn gì? Chứ tiếp để tế anh ạ, chắc em nghĩ để tế. Anh xoay đi, em xoay. Xoay biết mấy giờ mà xoay đủ má. Cứ xoay thử hết đi anh. Xong nó mở bên trên ra là sao? Không phải, cái này không đúng. Đâu, phải để đúng giờ cơ. Phải đúng giờ cơ. Cái này để sau rồi. Vậy anh thử đặt cục kim vào xem nó chạy không anh? Ui, có con nào đứng ở sau? Ừ, có cái tắt kìa anh. Là cái lúc đầu mình thấy đấy. Cái tờ này tờ lúc đầu. Không biết trái nha anh ạ. Đấy, coi tất trên tầng à. Cái này xong rồi, cái này xong rồi. Anh thử bấm vào mấy ngăn tủ. À đây này, địt mày à mày. Rồi đây, trái tim ấy ạ. Có mở luôn này. Mở kìa. Không, cái ở giữa không lại cần sang cái hộp. À, nó lại sang một thế giới khác. Ừ, nó sang thế giới khác. Như vậy là không cần cái ở giữa. Đâu. Nhưng mà sao cái này đen xì vậy? Anh phải tế. Anh phải tế.
À vẫn VT à nhỉ? Ờ à đấy, nó trắng à. Quên, nó lại về đây rồi. À chết đi, nó lại về chúc. Nó lại về lại phòng cũ. Nhưng mà bên mình có thêm cái lọ nước. Có bình cây cái. Bình cây thì sao? Lọ nước với con cá để vào đâu nhỉ? Không tạch xung nhé. Con cá tạch xung uống nước. Cho tay súng nước ăn cặc cả đi chứ mà. Cho tay súng ăn cá nhở. Cá ăn làm sao được cá. Không, anh ấn vào nó tự chạy anh ạ. Không phải, mình phải cho nó cái gì, không nó cứ chạy suốt ấy. Cho nó cái diêm anh ạ, cho nó phê. Đổ nước đi, đổ nước đi. Bắt con tay súng, bắt con tay súng. Đổ nước đi. Nhưng mà đổ đi kiểu gì đi chứ mày. Đổ cả uống nước. Uống đi anh, uống đi. Uống thì cặc nó được đi chứ mày. Đổ cái gì nhỉ? Đấy, cho thằng trong vườn này. Cho tới cây, tới cây, tới cây, cây. Cho cái trồng cây. Tới cây kìa. Cho trồng cây. Thế xong đổ ra đất luôn nhỉ? Ờ, đổ rồi, đổ rồi. Đấy, về mày bắt con thạch sùng. Đấy. Đấy rồi. Mày chạy đi, mày chạy đi. Mày ít con mà, mày ít mà con thạch sùng luôn. Rồi, phá đảo cái kia, cái mày cái bắt thạch sùng rồi. Đâu rồi? Đã bắt đâu? Đã bắt trượt à? Ờ đấy. Ờ. Tí té té thạch sùng anh ơi. Té thạch sùng đi, té thạch sùng đi. Té thạch sùng để ra thế giới khác à? Dạ, thử xem. À, có thể, có thể. Ừ đúng rồi. Thì tế bao diêm đi anh, tế bao diêm xem ra cái gì. Lên sao hỏa. Ui, thế giới này ngược. Thế giới thạch sùng, thế giới thạch sùng. Ờ, cái bình cây có cái gì anh? À, giống với tờ giấy. Ký hiệu giống trong tờ giấy. Đang mọc, đang mọc. Viên bi à? Có cái gì? Diêm Vi bỏ vào lọ sóc anh ạ. Ờ, Diêm 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 anh đâu? Tút lên đi kìa. Diêm 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 không đốt được. Không đốt được, không được. À, đốt theo tự, đốt theo tự tự. Thấp lên cao anh ạ. Thấp lên cao anh đâu? Đấy. Bên kia nữa. Đấy. Rồi, chuẩn bị. Đấy. Đây là 4 viên bi. 4 viên bi, 4 viên bi rồi. Sợ thế. Anh nhờ. 3 giờ 55 phút này, 3 giờ 55 này. Chỉnh đồng hồ. 3 giờ 55 phút, chỉnh đồng hồ game rồi. Từ từ. Có mỗi cái này. Tranh sách. Xin sách anh ơi, là ta được. Đấy. À. Lấy dao. Không hết dao rồi. Đây, một viên nữa này. Còn viên bi của hết trong đồng hồ rồi. Trong đồng hồ. 3 giờ 55. Là đây đúng không? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Nữa anh này 2 giờ. Đây là 2 giờ 55 chứ anh. Đây là 2 giờ 55. Đấy, vậy mới được. Wow. Chưa quá tâm giác. À, là để mở cái hộp lúc nãy. Dưới. Đúng rồi. Thế phải về. Thế còn thiếu một viên bi nữa. Sao mẹ mày game sợ vãi lồn đi. Ghép hình ấy. À. À, trò này tao biết, Ghép để ra hình gì? Không, để lấy cái gì ra ấy, lấy cái thanh nào ra ấy. Chắc lấy cuốn sách ở trong cùng ra. Không để tự gì. Có ký tự ở dưới nhỉ. À, để lắp cái thanh đỏ vào. Anh ghép sau khớp được rồi đấy. Khớp ấy. Cái thanh đỏ ấy. À, để cuốn sách có ký tự khớp vào đấy. Để cái thanh đỏ khớp vào. Đúng rồi, nhưng cái câu chuyện là bây giờ phải xoay cái này như nào. Ví dụ như này. Anh kéo lên được tiếp á. À, cái này có trọng lực. Thì đang nhìn lộn ngược á. Không kéo sang này được nhỉ? Lên hẳn được mà, lên hẳn được á. Lên hẳn đâu? Xuống, anh kéo xuống. Lên hẳn cái nóc của em. Xuống ấy, lên để lên trên cái bên phải anh ấy, cái bên phải. Được. À, đây gì? Vâng, đấy. Anh đang nhìn lộn ngược mà. Hiểu. À, cho một cái kê lên anh ơi. Thế xong rồi còn đéo nữa. Không, Rồi, phải. Mới kia lên. Cái thanh 2 thôi. Phải không, cái chuẩn đây. Chuẩn đét. Không, bỏ nhầm cái quyển anh. Nhầm quyển rồi. Phải cắt ở đâu để nó kia vứt sang. Đây, được rồi. Đấy. Hợp lý. Rồi sao nữa? Thôi, để đấy thôi. Khắp hết cả. Thế thôi. Không nhà thì lại bị thừa à, đúng không? À, không biết cái màu đỏ này. Cái đỏ bên kia anh, sang phải. Kéo nút cái đỏ bên kia anh ơi.
Bịt con mẹ mà đéo có chỗ để ấy ra chứ. Cháu đi một vòng anh ạ. Như nào nhỉ? Anh trở về thành dọc sang đi. Anh trở về thành dọc sang bên trái. Không được. Không phải thành dọc của cái mục ghi sọc sọc kia kìa. Để cho mấy kia xuống nữa. Anh hiểu. Không, như nào? Đây cái dọc gần, xanh gần được xanh rồi trái. Đẩy đấy đúng rồi, gần được rồi. Bây giờ ông chỉ cần xuống. Ông bây giờ chỉ cần cho cái đỏ nó vào giữa được. Em bảo này. Bây giờ anh dịch cái dọc mà sọc sọc màu được ghi rồi, kìa. Đây được rồi này. Không, vẫn sai, đi mẹ nha. Đấy, phải sang bên trái. Anh kéo đấy, kéo sang trái. Đúng đấy, xong cái này sang một bộ phát đấy. 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 Vẫn đéo gì xảy ra? Vẫn phải khít viền. Không, anh phải khớp khít hết cả. Khít hết cái viền nữa kìa, cái viền đỏ đi anh. Thì thêm mấy cái ở trên đi anh. Ấy được rồi đấy. Đúng. Nhưng mấy miếng này còn xoay được đéo đâu. Thì nó lại sai ở đâu đấy rồi. Chung, chuyện là chung, mấy miếng này đều xoay được. Nói chung mấy cái dài anh cứ để dưới thôi. Ở đấy. Đúng rồi. Đấy. Vẫn sai. Vãi lộn. Vẫn phải cho một. Vẫn phải có một cái thanh ngang ở đây nữa. Cái đây này, cái ôi vãi rồi. Mình cứ tưởng mình đang chơi mình đánh thôi. Nhập bài đấy. Nhập bài quá. Quá cồn quá, địt mẹ. Không, cái phải bạn chỉnh cái bạn ở dưới thấy, rồi anh ạ. Bạn nhìn thấy cái đen đen không? Đây à, mấy cái này à? Ờ, hai cái đấy là hai cái trên. Phải ở trên này. Đẩy xuống, đẩy đi xuống. Ví dụ cái này ở đây. Ờ. Rất thế cũng được. Bỏ hai thanh này lên đi mà. Đấy. Vẫn sai. Thiếu độ cao. Địt mẹ. Kể anh kéo. À đúng chú, anh xếp nào được miễn là cái quyển sách kia nó phải khớp vào. Đúng rồi, chứ không cần theo màu đúng không? Cái màu xanh ở giữa anh để bên phải đi. Cái này à? Không, cái giữa cơ. Đây à? Dọc. Cái trắng giữa, cái dọc ấy. Xám ấy. Cái dọc ấy. Để phải đi. Cái đen với cái màu xanh anh qua phải tí xong để cái quay trái là xong. Nha. Kéo lên một tím qua phải. Anh kéo cái đỏ phải lên đi. Xong rồi cái thọt kia nó sang góc trái anh ạ. Xong cái cây dài ngay kế bên đó đúng không ạ? Anh kéo qua cái lỗ kia xong. Đây, xong rồi. Ui, hợp lý luôn. Trời ơi. Đấy. Cái gì đây? Rồi, con mẹ mày đi đâu rồi? Tí mình nhà sôi anh ạ. Tí mình nhà sôi ạ. Chắc không đây? Chắc. Thế sao nó không lấy luôn nhỉ anh nhỉ? Đặt về thế giới kia anh ạ. Mình đang là thạch sùng mà. À thế ạ? Biết anh có thạch sùng rồi. Ờ, mình đang là thạch sùng. Đi vào đi anh. Giờ về làm người nhỉ? Nhất đi về con cá được kia. Về làm người thôi anh ơi. Không, nhưng mà địp mẹ đây có bốn. À, nhưng mình có chìa khóa một tam giác rồi mà. Thì mình về làm người anh. Từ, à, về làm người là cái gì nhỉ? Tim. Bốn viên bi đã. Rồi. Bốn viên bi vào. Game tâm linh thế. Kiểu lú vãi lồn đi. Phải đánh gậy bóng chày nữa. Cửa sách rơi kìa. Ôi địt ba cái chìa khóa. Ba chìa khóa cơ. Ba chìa khóa là phá đảo à anh nhỉ? Về lấy cuốn sách. Cuốn sách rơi kìa, bên trái rồi. Cuốn sách rơi bên trái. Đây rồi. The seat of. Dậy cách trồng cây à? Bao nhiêu chuyện dịch hạt sống và sự hy sinh. Ghi nhớ thời gian. Người cá thạch sùng. À, người cá thạch sùng là ba cái mốc chìa khóa này. Vâng. Quá khứ không bao giờ chết. Thời gian là bao nhiêu mấy giờ đấy là mấy giờ? 8:25. 8:25. Gương không nói dối. Hết rồi. 8:25 đấy kìa. Về 8:25 trước đã.
đấy. Hai cái rồi. Gương không nói dối. Còn gương không nói dối. Con cá anh ạ. Gương không nói dối à. Người. Từ từ nha. Tức là cả thế giới này đã lấy được một cái chìa khóa rồi. Còn một cái chìa khóa lúc nãy nữa là mình lấy ở đâu ấy nhỉ? Thật sống mà. Giờ mình lấy con cá. Con cá, ờ còn thiếu con cá. Mình được biến thành cá này mình sẽ ở trong bể. Mình được biến thành cá rồi mà. Mình bơi phải đâu. Mình thành cá rồi mà. Chưa. Quan trọng là ở cái thế giới này mình rồi là mình bị nó bay bổng này. Ở đây còn có một cái chìa khóa nữa mình chưa lấy, đúng không? Đấy, cứ quay lại sẽ có cái mới mà. À đây này. Đồng hồ kìa anh. 2 giờ 15 này. 2 giờ 15. Ui sao chậm rãi vậy? Nó mình phải lấy 3 cái ở 3 thế giới khác nhau mà. Chắc là vụt là win rồi anh nhỉ? Chưa. Đấy. Địt mẹ xong mẹ rồi. Em bảy mê mê mà. Không được, anh phải về thế giới người. Về thế giới người. Lú quá. Địt mẹ mày này. Thằng lồn nào viết ra game này chắc cũng phải đập đá đấy nhở. Lú vãi lồn ấy. Này cái kiểu DLC anh. Nó có cái game riêng. Địt mẹ có lồn. Ui. Đấy. Địt mẹ sao đang phát lại ở đây. Con nhìn thấy giống đồng vô mà. Ô, ông ấy dài. Ông ấy bị chết à? Betty dậy rồi. Ông đồng vô. Betty dậy. Ông ấy chết kiểu chết cứng đơ mẹ rồi ấy. Anh thử sang xem thế giới khác để xem ông ấy là như nào. Trời. Mốc thời gian mà. Người ừ. Xong rồi à, con cá này. Xong rồi. Trời ơi, cá. À, nó bảo ghi nhớ mốc thời gian đúng không? Vâng. Bây giờ đến đây, từ con cá. Anh lấy hạt sống mũi xin. Đấy. Đấy con cá. Thời gian. Người con cá xong đến thạch sùng à. Quá khứ không bao giờ chết. À nghĩa là quá khứ không bao giờ chết à. Gương không nói dối. Quá khứ còn xoay gương. Còn cái gương đấy anh ơi. Tại vì trong cái anh có 4 cái mà. Lôi ông ý đi do xoay gương được anh. Điền đi. Bế thế nào. Là bây giờ mình quay lại thế giới cá à. Tức là quay lại cái thế giới cũ. Người chắc trước mình biến thành con cá để nhìn linh hồn ông ý anh ạ. Hay hay bắt ông ý bỏ vào lọ anh. Vừa thấy lộn được ghê. Con vuông này. Ông ấy trốn rồi. Ôi, ông ấy đi rồi này. Ông ấy đi rồi này. Ông ấy đi rồi này. Ông ấy trôi đây này. Thế phải hóa anh thành trùng rồi. Hóa thử thành trùng ngược lại xem nào. Game lìn, sợ thế. Sao game giống kiểu nhập vai, giống kiểu cái game giải đố người thật của anh Đỗ nhỉ. Đổi. Rồi ông ấy chuẩn bị subscribe. Ông ấy đi đâu, chả thấy ông ấy đâu cả. À ông này ngã xuống dưới rồi. Nằm dưới đất rồi. Hay ông ở trên, khuất trên này nhỉ. Vâng. Thì ông phải thò cái lôn gì ra chứ. Anh ấn vào mấy bức tranh xem có gì không. Bức tranh bên phải rồi. Em thấy nguy hiểm. Bức tranh bên phải cơ. Có gì nhá. Đấy. Thì cả lấy diêm về đốt thử em nào. Đéo được. Không được cái dùng rồi em nghĩ chắc không liên quan đâu. Đéo có gì. Địt mẹ bí rồi này. Lại mình về người à. Về người rồi anh ạ. Nhét nhét quả tim cho ông ấy anh. Ờ dạ hợp lý. Ông ấy vừa móc tim ra cho mình mà. Đúng không? Ờ. Ông ấy móc tim cho mình mà. Có mỗi cái đấy thôi. Lấy lại quả tim anh. Lấy quả tim ở bàn thờ anh ơi. Hay ông ấy chết rồi mình phải lấy diêm châm cho ông ấy nóng lại. Ông ấy địt mạ. Hoàn thiệu à. Cho ăn cá anh ạ. Cho lấy lại hơi nóng. Đéo được. Ông ấy chết rồi. Hoàn thiêu được. Anh sẽ đốt chân ông ấy xem. Ui ơi. Hạt giống. À hạt giống. À ông ấy mất mình trồng cây. Hạt giống có sự hy sinh à. Đúng rồi ạ. Trồng cây. Ồ, tưới nước. Ôi my god. Nước đâu mà tưới. Nước đéo đâu mà tưới. Nước phải qua cá. Cá lấy nước. Cá lấy nước. Cái này đi nhiều á. Đi cảnh quá. Đấy. Nước luôn này. Đã có nước. Lại về người. Mất thời gian thế. Lớn đi. Bây giờ phải đổ cho cái nó lớn hẳn này.
không, bây giờ tính tích chung. Thầy Sung, thầy Sung để xem. Nó cao rồi. Sung xem nó có gì. Sung thì tớ cho thầy Sung thảo cây cho nó leo vậy ạ. Mình này thằng Sung. Chịt mẹ mà game lú vãi lồn thôi. Đây rồi. Ờ, bông hoa. Ngắt lụ. Bông hoa màu đen. Ui con sâu. Biến thành con sâu nữa. Ờ, biến thành con sâu thử xem. Rồi, biến thành con sâu. Còn bột vũ trụ con sâu nữa mà. Đây, vũ trụ con sâu đây. Đấy. Đấy, mẹ lấy rồi. Đấy, đủ bột vũ trụ ở đấy. Đấy. Nhìn dưới đất à, tìm dưới đất à. Thu vào trong à? Chưa vào anh ạ. Chưa vào đi cày. Không thu vào được. Không, cái này chắc là phải vặn này, phải tìm được Tolovit. Chắc không có gì rơi dưới đất anh ơi. Không, mình là con sâu mà, mình là con sâu bé tí mà. Ê, bò không ý. Bò mũi. Chưa là tai kìa, chưa là tai kìa. Thả mồm ra, đợi gì đấy. Chui vô miệng. Cho ông ăn con cá. Ôi, véo, véo tiêu ông ấy được này, véo tiêu được này. Ôi, tiêu ông ấy rung rung kìa. Ui, bây giờ mồm. Ui, con đường. Ui, không có gì sáng sáng bên trái ạ. Em vừa thấy anh vừa thấy xong. Lục muối. Đây đây đây, cái sáng sáng kìa. Ô, nó bay đi đâu ấy? Nó đi đâu rồi? Đuổi theo anh ơi, đuổi theo. Đuổi theo được. Đấy, bấm theo. Đấy. À, đi theo kìa. Đấy. Rồi sao? Xong phải. Cứ bấm theo thôi, à cứ để theo thôi. Nó lại sang trái. Cái gì, đen đấy, để bay vào cái đen kia. Mẹ bay đi đâu? Ui. À phải nhốt cái đấy vào đấy đấy. Thì bên này thiếu à? À đâu? Đây có hết rồi này. Theo thứ tự cái hình ở trong gương. Cái số 1 là hình cái trên cùng anh ơi. Cái số 1 là cái trên cùng. À bên trên cùng bên phải á. Từ từ nha, 1, 2, 4 đây này. Cái 1 là con người này. À theo cái hình lúc đấy, số 1 lúc nãy là con Jun. Con người là con Jun đúng không? Rồi, con rồi. Cá là tam giác S đúng không? Không, tao chỉ nhớ là cái số 4 con sâu cái... là Phong Thư. Con cá là hình vuông cái bẻ đuôi anh ạ. Vuông cái không, là... con thằng làm hình như cái tam giác ấy. Cái tam giác. Tam giác. Tam giác bên phải ơi. Đấy đúng rồi. Có chuẩn luôn. Nhớ trứng à? Trứng quả trứng. Biến thành quả trứng ấy. Bây giờ trứng vào mồm. Biến thành quả trứng làm lồn gì? Không biết trong người ăn trứng mới tỉnh quá ạ. Ông ấy chết đói. Ờ, hai ông ấy đói quá chết. Ừ. Nhưng mà mình đang ở trong mồm ông ấy mà anh. Ừ nhờ. Nhét trứng vào mồm ấy ơi. Nhét, hay nhét vào lỗ đít nhờ. Ờ, trong tủ kính có gì? Ờ, trong mấy kia tủ kính có gì vậy anh? Nhét vào lỗ đít. À, con dao lúc mình đưa cho ông ấy này. Ủa, ông ấy vừa lấy dao đập trứng. Ờ, biến thành con gà. Ủa, cái gì đấy? Cánh hoa màu tím lúc nãy. Ô, có cái gì nữa kìa? Cái này cái đéo đinh này. Cái đinh. Đinh cậy ạ. Không, cái đinh này không có tác dụng, không lấy được. Ờ, hết rồi anh. À, con dao này để mở cái tai nghe. Cái ống nghe. À, wow. Chắc từ 4 quả trứng à? Tolovit. Ủa, cái gì vậy? Chip. Đây là cái bảng mạch mà. Ôi, giải đố. Phải nối. Được anh ạ. Đấy, đấy, đúng rồi, lên đấy anh ạ. Đấy, hợp lý luôn. Đấy, được rồi. Anh biết được rồi. À, đâu, còn cái này nữa này. À, kia. Đây, đây, sai chuẩn rồi. Siêu. Là gì vô ta không ấy? À, bơ lại cánh hoa. Tìm 4 cánh hoa. À, hay là tìm 4 cánh hoa nhở? Biến thành con gà, ui, chuẩn mẹ luôn. Thế mới có 2 cánh. Đang phòng khác đi anh. Đấy, cuốn sách kìa. Ôi, mày con mẹ mày đi đâu rồi? Mất rồi, anh Đỗ ơi. Phòng bên kia rồi. Từ, xem cuốn sách. Đây rồi, đây có cánh này. Ôi, cố lên anh ơi. Ừ, mình chỉ là con sâu bé nhỏ. Em phải lấy cái gì? Đéo lấy được, địt con mẹ. Phải có gì cậy vào cơ. Nhét quả trứng vào chặt nó anh. Đốt sách luôn. Đéo được, hay lấy dao về ấy ra nhỉ? Đấy. Sao con sâu cần một cái dao nhỉ? Được, đấy, cánh hoa kìa. Đấy đúng rồi. Rồi. Được. Anh Đỗ ơi. Địt con mẹ mà nó bay, nó bay. Bay đi theo nó. Rồi, hay quá. Đùa. Tế anh ơi, tế đàn.
biến thành quả trứng nào? Biến thành con gà, biến thành con gà. Đâu, gà lông thành... lông tím. Không, quả trứng lại có một thế giới khác trong quả trứng này thề. Thế giới không lòng. Game này xuyễn vãi đi. Đấy. Thế giới di động. Chiu, chiu. Game giải trí. Đâu rồi? Úi trời ơi. Ui, biến thành người chơi rồi. Mẹ trông tà đạo với lộn. Ui, đéo có hình gì đằng sau luôn nhá. Sao này trên không này? Đây chắc là sắp ấy rồi. Phá đảo rồi. Ôi mình là kiểu thiên sứ ấy nhá. Khối chữ rồi. Con gà. Gì vậy? Ơ sao đéo có gì? Chấm hỏi. Chắc cái khác anh ạ. Mình tìm cái khác trước. Ôi lại thế giới khác nữa này. À đâu cái này là cái chuyển thế giới chứ. À đây. Ôi nhiều trứng đấy. Bây giờ lại bốn quả trứng ấy. À đâu? Đéo phải cái này đâu lấy được. Lấy dao đập nó anh. Ngày đêm sáng trưa chiều tối à? Đéo chỉnh được. Đéo có. Ô sóc. Biến con sóc. Biến thành con sóc. Ô. Nó cầm cái lông kìa. Đồ này. Bắt sóc bỏ lọ. Chết con mẹ bỏ lọ. Bắt sóc bỏ lọ. Ôi lấy cái lọ. Không nhưng mà bây giờ không lấy nó được. Cho nó ăn con kỳ nhông anh ạ. Cho nó ăn con cá, cho nó ăn con sâu anh. Quả cân. Quả cân. À quả cân để treo mấy kia. Dịch. Thế. Con cú đến chỗ tôi. À câu thơ đi mẹ để giải đố đấy. Con cú đến chỗ tôi trong không khí ban đêm này. Con cú đến chỗ tôi. Thì nó dài chứ mà không có con cú. Chỉ tấn công một lần. Có mỗi hai tờ thôi. Anh bấm từng dòng dịch. Anh ấn rồi dòng chữ cần gì cái. À sau khi sunset in the chiều. Ê, hai tờ này nó là một à? Khác anh ạ. Khác nhau anh ạ. Từ từ nhá. Anh đọc từng cái một đi. Sau khi mà trời lặn vào buổi tối. Con cú đến chỗ tôi trong khi ban đêm. Mặt trăng lớn hơn trước giờ tôi từng thấy. Con cú nhìn qua bên phải. Trong khi nó đang cánh. Rồi nó quay lại nhìn tôi. Và nói sợ những lời sau. Tôi đâu có thể tưởng tượng ra được cái này nhỉ. Đừng quên mục đích của anh. Chế đồ. Nó nhìn qua bên trái. Xong nó lại nói tiếp. Đi con mẹ mày, mày phải trở thành cái gì đấy khác. Đường soi dọi. Nó nhìn thẳng mắt tôi. Ôi cái này mà. Tuyên minh như vậy. Bịt mẹ cái này khó hiểu thế. Lại nó lại quay ngược đầu ra sau. Xong rồi nó biến mất cái đít. Con mẹ lú vãi lồ. Cái này em nghĩ là nó chỉnh thời gian đấy. Chỉ thời gian của cái đồng hồ á. Nó chỉ ý chính của nó là anh phải biến thành một cái khác. Tỉnh thêm một buổi tối anh ạ. Cho nó thông tin lại mốt anh cần. À đây này. 2 giờ chiều. Quả cân là một lần sau nhỉ. Anh cứ ấy ra 2 buổi giờ 2 giờ chiều trước đi anh đổ. Ừ. Ban đêm. Và buổi tối. Ở buổi tối là con sâu với quả tim sẽ bằng con thạch sùng với con cá. Cân bằng 1, nhớ hiểu. Cân bằng 1. Tưởng game xong mẹ rồi. Còn mẹ đau đầu quá anh ạ. Anh treo thử quả cân vào đây mà không được. À. Đâu được em ạ. Không được. Thôi ra lệnh ra 14 giờ chiều đi anh, thử xem nhỉ. Hai giờ. Đéo đổi. Chiều. Đéo đổi. Này là đang là giờ đó luôn hả? À bây giờ đang giờ chiều. Đâu đây là giờ sáng mà đang chỉ là giờ sáng mà em. Đây là chiều. Đây là afternoon. Chiều sáng. Chiều tối đêm sáng. Sáng là cái cuối cùng anh. Cái này là sunset nè. Cái này là night nè đúng không? Anh chỉnh cái mũi tên đâu? Chưa chiều tối sáng anh hay đúng từ cháu. Anh chỉnh cái mũi tên nhỏ không được. Chưa chiều tối sáng. Nhưng mà làm sao mình biết được đâu giờ tối với cả giờ ấy nữa cơ đúng không? Anh phải tìm á, anh tìm đi. Bịt mẹ mà game lú vãi lồn thề. Bắt con sóc anh ạ. Sóc bắt con lồn. Bắt con sóc bắt lồn. Tủ anh mở chưa? Mở hết rồi. Lấy một cân đập vào đầu nó anh được. Này đi ra bổ trứng anh. Cái quan trọng là câu thơ này. Nó phải có ý nghĩa gì này. Hết rồi đây. Anh chưa mở điện thoại xem.
Tôi thấy tự do. Điện thoại thì cái này nó lên một cái hỏi chấm mà. Cất. Đéo có tác dụng gì cả. Điện thoại này bắt đầu lú vãi lộn nữa. Hỏi hỏi người thân đi anh. Các bạn đang bảo là nhặt quả trứng, cho quả trứng vào tổ. Cũng đúng. Đúng. Chưa cho à? Quả trứng chưa. Biết đâu nó nở. Đây thiếu một quả thật. Nó để lại trong bên mà đấy. Rồi sao? Đổi ngày à? Nhớ đổi, nó đổi răng thành sáng. Đập vỡ kìa. Ồ, cho ăn sâu anh ơi. Sâu. Cho nó sâu. Ôi. Sao con khác vậy? Chọn những con khác. Hay chọn con khác, địt mẹ thế mấy hai con khác nhau sao? Nhưng mà nó chu mỏ giống nhau anh Độ ơi, vẫn tính là khác. Chu mỏ khác nhau ấy, đấy chu mỏ, chu mỏ. Đấy con đấy, con đấy. Chọn những con đó thôi à? Chọn những con trông nó khác. Hình như là đéo phải. Đéo phải. Trông. Anh phải cho sâu. Anh thử đọc lại là anh chọn cái con khác hai con kia, về sau là anh chọn mấy cái con mà không xuất hiện con lần trước á. Để diêm đốt mẹ đi anh à? Là sao? Là anh, sẽ chọn những con không có ở lần trước á. Không có ở lần trước á? Đúng rồi. Ba con này nhá. Dạ, chọn lại đi. Đéo lại vậy. Đây, đấy, con đấy, con bên phải anh ơi. Từ từ. Con bên trái này. Con bên trái, con bên trái. Phải nhớ. Nó kiểu vậy. Con giữa anh ơi, con giữa. Con trái ngoài cùng. Đấy. Có phải. Con này. Con đấy. Ngón tay. Ôi đi mẹ con giữa. Con trắng. Vâng, con trắng. Con trắng mồm. Bên phải. Mồm. Sai rồi. Sai con mẹ rồi. Cái con trắng cục rồi. Lừa. Con này. Bên trái. Con này. Đúng rồi anh. Luôn. Con này. Thì đóng tay cái giờ này. Con trắng đóng mồm. Con trắng đóng mồm. Theo thẳng đây này. Con trắng đóng ngang. Đây. Đây đây đâu rồi. Mẹ mày đừng một cái lông mà vãi lồi. Thế phải lấy cái lông của con. Lại lấy lông. À lấy lông của sao thế, phải kiếm 4 cái lông rồi. Lấy lông của con sóc rồi. Lông không biến thành gì nhỉ? Nhưng mà làm sao lấy được con này? Bấm vào cái lông của nó anh ơi. Không được, nó cứ nhảy ý. Chém nó anh ơi. Chém nó, cái dao xiên nó anh ơi. Không được. Cho nó con sâu xem anh. Đổi nó con khác đi anh ạ. Không. Cho nó cục tại em nữa. Hay là đốt vào lông dài nó. Béo được. Tạ không được. Hay là con này là biến thêm vào bài thơ. Anh ơi, còn cái chậu cây anh bấm thử được. Không được. Một cây à. Chỗ cây này đéo có gì đéo, cả. Không liên quan. Ừ. Không có đấy. Cái tác dụng gì đấy chứ. Cái chắc về sau rồi anh ạ. Bởi vì mình phải chỉnh giờ này, là đang để chỉnh giờ này. Nghiên cứu thơ đây anh ơi, đọc thơ đấy. Anh ạ. Nghĩ là nó nằm trong cái đoạn thơ đấy. Điện thoại nữa, cái điện thoại chưa biết để làm gì. Sau khi mặt trời lặn vào buổi tối. Con cú. Đến chỗ tôi. Tức là mặt trời lặn xong rồi có một con cú đến. Mặt trăng. Con đấy là trăng rằm. Xong con cú nhìn sang bên phải. Vừa giang cánh vừa nhìn sang bên phải. Xong nó quay lại nhìn thằng lồn này. Xong nó nói, con mẹ mày khó hiểu lắm. Đây là móc thời gian. Nhìn qua bên trái. Bên trái có nghĩa là hướng một kim đồng hồ à? Hay là để chỉnh cái thời gian ở phía trên là mình cứ quay nhiều đồng hồ nhỉ, cho chuyển từ sáng sang tối ấy. Thế bao giờ đến bao giờ anh? Anh phải tìm được 4 cái giờ xong anh phải quay theo cái bài thơ đó mới đúng. Ui. Bây giờ quay theo bài thơ. Holy shit. Anh cứ giờ mục tiêu của anh là tìm được 3 cái giờ bên ngoài của 3 cái buổi kia kìa. Buổi trưa. Tức là nó cho sẵn một cái là 2 giờ chiều rồi đúng không? Vậy đây là rồi. Chiều đúng không? Thế thì điểm sự tìm. Kiện nó chỉ nằm ở đây thôi. Bây giờ lại phải quay về thế giới khác anh ạ.
Ai là làm bài tính nhỉ? Bỏ con run với trái tim anh ạ. Chắc phải ra móc móc vào cái gương à? À, hay là bỏ đồ vào cái móc xong rồi một bên là cái cân nhỉ? Địt còn mà ơi. Ban đêm với cả buổi sáng. Đổi sang đêm nhỉ? Bí rồi Nhạc ơi. Đây móc thử em rồi. Đéo móc được cái gì luôn, thử rồi. Con run, con bóc con thử con run. Trời ơi, điên ạ. Con run nhiều lắm. Đéo móc được. Mấy câu cá à? Anh thử cắt dây xem. Thử về thế giới khác đi anh. Không về được. Phải đủ mới về. Ừ, nhập đéo con lông mà về ta. Nhập đéo con lông mà về, không có lông mà về. Chỉ... cái gì đấy? Đấy đùa. Phải xếp anh Đỗ ơi. À đúng rồi. Sâu cái gì ta? Sâu thành cái gì? Phải rồi. Đấy, con cá. Sâu cá à? Đây, đúng rồi. Bên trái thì đấy đúng rồi. Run. Rồi, đâu. Trứng. Không, cái này là cái tim. Tim. Trứng. Điểm lú ấy luôn, ông tưởng tượng cứ mấy giờ đây đây giờ đây giờ đây giờ đây giờ đây giờ đây giờ đây đây là mấy giờ nhìn đồng hồ mấy giờ đấy chỉnh thế về anh chỉnh thế về chỉnh được mà ra chuẩn cơ ấy đây là 7:25 chưa chỉnh đúng anh 7:25 đấy 7:25 lú vãi lồn thề địt mẹ 7:25 nhưng mà là buổi sáng hay buổi tối? Cứ 7:25 rồi. 7:25 đã. Đấy là thành buổi tối. Đấy là chuyện này. Buổi trưa. Đây là buổi trưa. Buổi trưa. Thì buổi trưa như nào rồi. Xem lại bài thơ ạ. Đây là buổi trưa này. Chim có cái gì kìa anh? Đấy. Dương. À cho con sóc cái Hoàng Dương. Nó đi mẹ rồi. À buổi trưa là một thế giới khác à? Ờ. Giao à. Điện thoại anh Đỗ ơi. Từ có mặt trời vàng bấm được. Ô. Hoàng Dương. Cắm hoa anh ơi. Cắm Hoàng Dương và mặt trời mọc anh ơi. Xong rồi nằm, xong rồi nở ra. Không phải. Từ từ, cái này chắc là tí nữa. Cái này chắc tí nữa. Đồng hồ, là cái điện thoại đi. Điện thoại, đã dry up. Ồ. Gì đấy? Taxi. Rise up. R-I-S-E. Người sếp à? U-P. Đấy, đúng rồi. Số điện WhatsApp ở trên đấy này. Chính ra cho hỏi cũng dễ nhở? Đi đâu con mẹ rồi? Đú má mày. Ở đây rồi. Đú to thế. Ui. Mẹ lại tay không nào nữa. Chuẩn bị phải hóa thành con run chui mồm một tiếp rồi. Đâu mẹ rồi? Cho ông ấy cái gì? Cho quả tim à? Cho Hồng Dương anh ơi. Không phải quả tim. Tim à? Ông lấy cái lồn gì nhỉ? Ông lấy cái cân anh ơi, cho ông. Ông lấy dao của xiên chết mẹ mày, nhớ phải. Phải cho đưa thuốc lá. Này cũng lâu quá em quên, như cho học quẹt hay sao? À cho con dao anh ơi, cho ông móc tim. À đâu đây bay rồi. Cho quyền để bay lên cao. À. Đấy bây giờ lấy dao cắt cái này. Chém cho ông bay lên hẳn luôn. Cho đi mẹ mày luôn. Bay bổng đấy nhờ. Đấy, nhiều thứ quá. Cái cân. Cái gì nhỉ? Cái này lúc nãy nó bảo thôi hai cái gì đấy bằng một cái cân ấy. Đúng không? Cái này khác anh ạ. À đây ký hiệu của từng con một rồi mà anh đúng không? Là ký hiệu của mấy con đấy anh Đỗ. Không, cái này là cái mắt đây đúng rồi. Cát. Không, biết rồi nhưng cái mắt này tí nữa phải tìm ở đâu đấy có ký hiệu cơ nó chưa mở được đúng không? Trong đấy chắc có giờ. Liên quan đến bài thơ đây Đỗ. Đọc có cần rồi đấy. Đúng rồi con mắt là bài thơ đúng rồi. Trái phải đấy khi tôi nhìn ở bên sau các thứ đấy.
tiên nhìn sang phải đi. Anh Khôi chưa về anh Khôi. Ở đấy đi, chơi quá. Chắc xong rồi, xong hết rồi hết rồi. Nốt cái này về nhá. Thôi nhá. Nhìn qua bên phải. Trong khi nó giang cánh. Từ từ nhá, nhìn sang bên phải khi nó giang cánh thì ta xem có ký tự nào giống kiểu là nhìn bên phải xong nó sẽ giang cánh không? Nhìn sang bên phải. Đây à? Đúng rồi, nhìn bên phải đấy. Mắt cú lé vậy này. Thì mẹ làm sao biết được nó giang cánh như nào? Đấy. Thôi, anh ra cán cân trước đi. Cái này chưa tới không? Cái cân nào nhờ em nào? Nãy anh lượm được hai cái cân ấy. Xong anh treo lên chỗ ngay cái gương á. Không, anh mới lượm được một cân à. Đấy, dưới hai cái dưới cái cán cân. À, xong tí mới thả đồ được vào này. Ông ấy cho cân vào đúng không? Thả đồ vô. Rồi. Một lượng nam. Cát. Đéo thả được. Cho mấy quả tim hay cái gì vào anh ạ? À, lúc nãy có cái này này. Đúng rồi, trong cái đồ. Anh để hết đồ vào xong rồi đây, nó đây, cân đây, với đây, nhau đây, hiểu được. Con sâu với quả tim. Và con thạch sùng với con cá. Thạch sùng với con cá. Nhưng anh phải tìm được giờ buổi tối cơ nó mới bằng nhau. Từ từ đã. À đâu, bên này là con sâu với quả tim nhé. Quả tim này, con sâu này, con thạch sùng này, con cá. Cá này. À, quả cân bằng 1. Đây, cân bằng 1 bên này nữa. Ô, không đổi con thạch sùng với con này xem nào. Con thạch sùng với con run. Đổi hai chỗ hai con với nhau. Cái cân á là giúp anh định lượng được mấy con này là cân bao nhiêu số á, xong anh tìm được bao nhiêu cân con số này anh đổi ra giờ á. Hiểu không? Chẳng hạn cái tim, chẳng hạn như con sâu có thể là 1 cân thì nó sẽ là số 1. Rồi sau đó anh đi rồi, đi cân đo đếm á. Rồi lấy đánh thì cái cân một bên. Anh phải kiếm cái nào bằng với cân trước. Có thích không? Con thạch sùng nặng 1 ký. Chuẩn luôn. Rồi. Số 1. Thạch sùng số 1. Xong rồi đo với con thạch sùng đúng không? Không. Tức là làm theo để cho hai cân này nó bằng nhau thôi đúng không Nhạc? Thì cân bây giờ tìm là bằng nhau thì nó sẽ là số đó đó. Đúng rồi, anh thử. Bây giờ anh cho thạch sùng. À, rồi anh hiểu rồi. Thế là con thạch sùng là 1 đúng không? Đúng rồi, giờ anh cộng trừ ra rồi ra. Thế có nghĩa là cái này cái này là số đúng rồi đó. Số 1 đây rồi, đây sẽ số 1 đúng không? Chính xác. À hiểu. Anh đo nốt bài kia thôi. Đo nốt bài kia rồi là được. Thần đồng toán học đây rồi. Từ từ đã. Con cá quá, con cá. 3 cân cho thêm sừng. Con cá với thạch sùng là 2 cân này. Có con nào nhẹ hơn không? Địt con mẹ, con sâu chẳng hạn. Con sâu là số 0 à? Con sâu là số 0, đúng rồi. Anh thử bỏ hay là chính xác. Con sâu là số 0 à? Cân không thay đổi. Cá là số 3 đúng không? Ừ. Tổng là 4 cân, tổng 4. Anh thử. Không, con cá này phải địt mẹ 6 cân. Con cá là 4 cân anh ạ. 2 cân, từ cân của tim chứ đi cho dễ, của tim dễ nhất này. Tim vẫn lặng hơn. Anh phải thêm con cá vào mới đưa đo với quả tim. Anh xem con. Con cá nặng hơn quả tim mà, con cá nặng hơn quả tim 1 cân. Đúng rồi. Chưa? Con cá nặng hơn quả tim 1 cân. Bây giờ mình cân quả tim là được. Vậy là sao cân được ra quả tim là ra? Quả tim là bằng con thạch sùng với cái cân là quả tim. Anh cho cân 1 với thạch sùng ra bên kia đi cho dễ. Đâu, vẫn nặng hơn. Nó hơn 2 cân. Nó hơn 2 cân. 2 cân. Đây là 2 cân này, thấy chưa? Đúng chưa này. Đây giờ đúng chưa? Nó cân lên luôn này. 2 cân anh ơi. Thế là quả tim này 2 cân. 2 cân. Con cá là 3 cân. Con cá nặng hơn quả tim à? Thì con cá là 3 cân. 4 cân chứ. 4 cân chứ. Quả tim là mấy cân? Vừa cân xong thì quả tim 3 cân. Quả tim là 4 cân. Hơn thằng kia 2 mà. Địt con mẹ. Thế thì cá 5 cân. Đây. Thấy. Đấy chưa? Quả cân. Vẫn không được. Đấy.
Đây có nghĩa là như con cá nặng hơn quả kim 1 cân. Đấy, con cá nặng hơn. Thì ai cũng biết mà anh Khôi. Con cá là hơn quả tim 1 cân, quả cân à, quả tim này là quan trọng quả tim bao nhiêu cân đấy chứ. Quả tim này 4 cân. 4 cân. Con cá 4 5 cân. À 5 cân. Bốn rồi, anh thử bây giờ thử đúng không? 0145, có biết rồi. Là 1 giờ 45 phút. Nữa anh nữa một vòng. Nữa. Đấy. Đấy là sai rồi. Sai rồi đấy. Xem lại tờ giấy đi anh Đỗ ơi. Xem lại tờ giấy. Sâu này. Không. Con sâu này không này. 4. 4. 1. 5. 4 giờ 15. 4 giờ 15. 4 giờ 15 anh ơi. Anh khổ. Ờ. Ui đúng bây giờ luôn ạ. Bây giờ 4 giờ 15 sáng ạ. Vãi trưởng. Ui phá luôn. Ui đi con mẹ mày vãi lộn sợ thế. Đi mẹ. Ừ 4 giờ 15 thật. Cho này cho đéo thì ghê đấy. Đang theo mày mấy cái người sợ quá. Đi mẹ. Em thấy ông này chơi đồ vãi lộn mới làm được cái trò cơ. Ui đây rồi. Ờ con cú nhìn thằng trái nhìn thằng phải đấy. Ra ra nhá. Dọc. Ui đi đây. Thôi về đây đi. Đây. Nhìn sang trái nhìn phải đây rồi. À đúng rồi. Trên là hình vuông này, dưới là mỗi thằng nhớ mình nha, tao nhớ hình này nhá. Rồi. Trên là vuông, dưới là em nhớ trên rồi. Em trái, em nhớ trên phải hình thẳng. Được chưa? Rồi. Đây giờ cộng này thằng nào nhớ nốt đi này. Rồi. Tắt chuột. Đây tao nhớ hình này. Nhìn cái mấy chấm. Ý trời ám ảnh nhé. Game chính của game này cũng hay. Đây, tao là hình này. Đây thằng nào nhìn lên. Mau pass. Anh vuông anh ạ. Đây à? Đây. Thế còn cái này. Em là thẳng trái. Thẳng không có một cái nút bên phải ấy. Đây. Mở mẹ không? Rồi này. Đấy. Thoạt. Gì đấy, đồ hồ à? Mini game. Gì đấy? Lắp để cho nó chạy. À, lắp làm sao cho nó chạy. Còn ở dưới kênh. Lắp vào mấy cái ở giữa chứ anh. Rồi này. Xem nó dừng lại ở bao nhiêu à? Đoạn này. À đây nó dừng lại ở đây này. 7:45. Bây giờ 7:45 thì phải. 45. Lại vặn ra 7:45 thôi. Đấy. Trời sáng. Con cú đậu ở trên kìa. Con cú. Con hạc này thôi. Ý à? Hạc này lấy cho con cá vào. Cho nó con cá, con này ăn cá. Ăn run, con này ăn run. Thằng ăn run. Ờ, nó ăn run. Dù sao ăn mẹ rồi. Ăn rồi. Cho ăn cá. Ồ, ăn lắm thế. Cho nó lên cho ăn, ăn cát à? Anh ơi, lấy dao thịt chết mẹ đi. Ăn lắm thế. Có phải. Con này ăn nếu gì à? Ờ, ăn trong đéo ỉa cơ, đi con mẹ cái nhé. Cái chung quả tim ấy, quả tim ấy kiểu nhét hết cho nó ăn em nào. Ờ. Đang treo. Ờ, có thay sung. Cho nó ăn hết. Phải giữ lại quả tim để biến thành người chứ. Ăn thêm một thay sung thôi. Ăn thêm thay sung thôi, đấy. Không, chắc nó phải ăn hết anh ạ, cho nó ăn hết đi. Ăn hết đi. Mày chảy rồi. Lên nó. Nôn, chuẩn bị nôn. Ui. Lại nôn đâu đấy. À, không phải. Em bé đi làm đéo rồi nhỉ? Em bé để cho con này nó đen. Té. Khởi đầu mới. Như là ông bà tao ấy. Như em nhớ là té. Té á? Thành em bé à? Té nhưng mà bây giờ đang thiếu ấy này. Lúc nãy con sắp con chạy mẹ đi rồi. Anh thử trồng cây đi anh Đỗ. Dạ anh phải tìm. Trồng cây đi anh Đỗ. Ờ có cát trồng cây Hoàng Dương nhỉ anh? Ờ đúng. Đây này. Sao ai lại phải để xong buổi sáng cơ nó xong buổi sáng nó chắc trong tìm nốt các buổi kia mấy cái cộng lông. Cái giờ nào có mặt trời hồi nãy á, xong kéo lên. Kéo lên giờ mặt trời. Mấy giờ nhỉ? Cái giờ đó là mấy giờ nhỉ? Nó có ghi ở trong cái ngăn kéo ấy. Vâng, nó ghi trong ngăn kéo ấy. Rồi giờ ngăn kéo anh ơi, mình ngăn kéo đi. Đấy đúng rồi. 14 giờ anh ơi. Phải không nhỉ? Morning đi. 4:15. À đúng, 7:15. Mặt trời mọc rồi ạ.
mình đang ở buổi sáng rồi đấy. Mình đang ở 7 giờ 45 mà, đúng không? Đang là 14 giờ. Hai giờ chiều, cái chiều mới có mặt trời vàng. Đấy, rồi. Đó. Chiều mới có mặt trời. Chiều vàng vàng ấy. Có mặt trời vào 7 giờ. Cái thứ 2. 7 giờ 25 anh ạ. 7 giờ 25. Đấy, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, đây rồi, chiều vỡ mẹ mồm luôn. Đi mẹ nhà mày luôn. Cưng cưng. Ừ, dù đít, ui, sợ bây giờ kìa. Hà Thường Dương, Hà Thường Dương để làm gì nhở? Để ăn anh Đỗ ơi. Con sóc, chắc là con sóc. À, ờ, có con sóc luôn, nó đứng đây lúc nào nhở? Lúc sáng à? Giờ đầu tiên à, lúc chiều, lúc chiều, giờ đầu tiên, 2 giờ chiều. Ờ, để nó nhả cái ra. Nhả cái lông. Đây rồi. Vẫn còn một cái lông nữa. Ờ, rồi, ok. Thế thiếu một cái lông nữa, thiếu một cái lông nữa. Còn con cú buổi đêm anh ạ. Cái lông mà bây giờ đấy. Ờ, vừa nãy có con cú đứng trên cái đồng hồ mà anh. Còn buổi đêm anh Đỗ ơi. Đây là buổi tối à, buổi tối à? Buổi đêm. Buổi đêm là mấy giờ đấy, nhớ không? Không, anh xem lại từ giấy. 7 giờ 45 à? Hay cái gì nhỉ? Không, 7 giờ 45 là vừa lại. 4 giờ 15. 4 giờ 15. 4 giờ 15. Con cú đứng trên đồng hồ ấy ạ. À? Vặt lông đó. Lắc đầu kìa. Ui nó xoay kìa. Để đọc bài thơ anh Đỗ ơi. Thơ rồi. Cú quay trái. Theo thơ, theo thơ theo giờ luôn. Thơ anh ơi. Theo cú luôn. Địt mẹ cái mắt kinh thế. Anh địt cái mắt lại đi. Mặt trời lặn này. Con cú đến này. Con cú nhìn qua bên phải. Bên phải này. Trong khi nó giang cánh. Tức là nó phải giang cánh rồi nó nhìn sang bên phải. Xong rồi nó sẽ nói. Xong rồi anh lại cho nó nhìn thẳng mặt lại. Anh quay sang phải xong rồi anh cho nó nhìn thẳng mặt mình rồi. Ờ xong rồi. Tức là nó quay sang bên phải. Xong nó giang cánh xong rồi nó nhìn lại mặt mình. Mỗi người nhớ một câu đi. Xong rồi nó nói. Xong rồi nó nhìn qua bên trái. Phải thẳng trái. Anh vừa chỉnh giờ anh vừa nhìn. Xong rồi nó lại nhìn về mặt mình. Xong rồi, ờ thế là đủ rồi anh ơi, 4 cái đủ thôi, còn cái cuối chắc là... Sau rồi nó quay ngược đầu vào sau này, đi phải. Rồi. Từ. Đấy, nhớ chưa? Chưa. Ờ. Phải. Thì anh cứ chỉnh 1 giờ trước đi, xong anh quay lại nhìn chỉnh tiếp. Đây, từ đầu là nhìn ra bên phải, xong rồi giang cánh. Rồi sao anh? Nhìn thẳng về phía tôi. Xong rồi nhìn ra bên trái. Vâng, đúng rồi. Đi mẹ nhìn ra bên trái kiểu luôn thì được. Quay đầu. À không, quay vòng, quay vòng. Nào nhở? Để quay vòng rồi, địt mẹ. Khó chỉnh thế. Đấy. Đây nhìn sang bên phải hay bên trái? Trái. Sao lại nhìn thẳng? Nhưng mà chỉnh cái này khó lắm. Đấy, sao quay một vòng luôn. Đấy, như sao? Đúng rồi. Có thời gian đấy. Đâu thời gian ở đâu nhỉ? Thời gian chỉnh mà. Theo giờ à? Chỉnh theo giờ ở đâu? Còn phải hình như chỉnh cho tới buổi nữa. Anh đọc tờ giấy nó có cái evening, afternoon rồi các kiểu. À đúng rồi, phải chỉnh theo giờ nữa cơ mà. Khi mặt trời lặn vào buổi tối này, tức là vào buổi tối. À rồi, hiểu rồi. Buổi tối thì nó sẽ quay ra bên phải, rồi giang cánh ra tay trái. Thì nó sang bên phải đi, để sang bên phải đã. Xong rồi chỉnh sang buổi khác là vẫn có. Ờ, xong rồi chỉnh sang buổi khác à? Đúng rồi. À, thế chúng mày nhớ chưa? Đi mẹ, phải cái này phải cùng nhau nhớ cơ, không quên đấy. Không, mình chỉ cứ đi từng cái một anh. Đi từng cái một thì được. Mặt trời lặn. Con cú đến này. Xong rồi con cú nhìn bên phải. Tức là bây giờ chuyển vào buổi tối, xong rồi con cú nhìn bên phải trước đúng không? Bây giờ chuyển bên phải đã. Chuyển bên phải đã. Xong rồi nhìn bên phải đã. Rồi bây giờ đang là buổi tối đây. Rồi, đấy, nhìn bên phải này. Đây đúng không? Rồi. Xong bây giờ mình lại chuyển sang buổi khác à? Buổi gì? Nhưng ghi là buổi gì anh? Cái buổi gì nhỉ? Thì đây. Con cú nhìn bên phải là đây, là con bên phải rồi đúng không? Trong khi nó giang cánh đúng không? Rồi, xong rồi lại nó sẽ quay lại nhìn tôi. Ơ, thế phải quay lại một lần nữa à? Là như nào? Đi, con mẹ ta chưa hiểu mày. À,
anh cứ làm theo nó thôi. Xong rồi bây giờ anh cho nó nhìn thẳng mặt mình này. Đúng rồi, bây giờ cho nó nhìn mặt mình. Mà rồi, em nhớ là rồi. Bên phải con cú, bên phải mình. Cái này đâu, nó có đổi buổi đéo đâu. Nó đổi có 2 buổi rồi anh ơi. Ăn vai. Khi bình minh vào buổi sáng nó mới quay ngược đầu ra sau mà. Mình phải làm một lượt ấy, xong rồi mình mới đổi sang the sunrise ạ. Con cú chưa dáng hết cỡ. Đấy rồi, xong rồi cho thế, cho thế, sunrise rồi anh ạ. Đây như này mới đúng, là bên này mới là bên phải con cú này. Đúng rồi, phải theo con cú. Thì con cú đang dang cánh này, sau đấy nó nhìn thẳng về phía tôi là như nào? Quay về mình chứ anh. Đấy, thì nó nhìn về mình đấy. Rồi. Là như nào? Xong rồi, lại tiếp làm gì ta? Xong rồi như này xong nhìn thẳng phía mình nhá. Mình phải đổi buổi chứ. Xong nhìn trái đã anh ạ. Địt có mẹ mà nó dịch cũng khó hiểu quá cơ. Cô nhìn qua bên phải rồi này, trong khi nó đang giang cánh là đúng rồi này. Rồi nó quay lại nhìn tôi là nhìn thẳng này. Phải thẳng trái. Thì bây giờ nếu như mà đéo đúng theo cái này thì nó vẫn đang nhìn xong rồi. Sao lại đi vẹn nó nhìn thẳng mắt tôi nhỉ? Đi vẹn đoạn này vãi cả lồn thế. Chắc là bây giờ đổi luôn. Nhìn phải trước, xong nhìn thẳng mình, xong nhìn trái. Phải thẳng trái. Nhìn thẳng. Xong lại nhìn thẳng. Phải. Xong lại chỉnh giờ, xong lại quay một đầu. Xong quay nó một vòng. Xong rồi win đúng không anh? Xong rồi là nó biến mất. Làm lại. Là bây giờ nhìn sang bên phải trước đúng không? Phải này. Phải này, rồi xong gì nữa? Thẳng này. Trái rồi. Trái con cú. Ý, có mẹ mày chỉnh cái cánh này nó khó lắm cơ. Trái con cú đây này. Mày chỉnh khớp á, chỉnh lật là nó sai. Xong rồi thẳng này ạ. Đúng không đây, xong thẳng đúng không? Phải thẳng trái. Xong rồi thẳng này. Rồi chuyển sang mụn. Sunrise là mấy giờ ấy nhỉ? Sunrise mọc trời mặt trời mọc à? Mặt trời mọc anh ơi. Là buổi sáng. Là cái rạng sáng bên phải ngoài cùng anh. Đây à? Cái này là 7:45 nếu tao nhớ không nhầm. Không, tao nhớ nhầm rồi. Đúng rồi, anh này mới 6 giờ mà. Đấy, đúng rồi, hợp lý. Đấy, vẫn còn giờ. Xong rồi sao? Mất con mẹ mày rồi, thấy chưa? Đéo phải. Thì không, anh làm vậy kiểu phải làm khớp ấy. Anh phải làm khớp rồi. Anh làm kiểu nó không chuẩn ấy. Không, ý là anh chỉnh hết cái đầu của nó đi. Ờ, về lại buổi tối là bao nhiêu giờ nhỉ? 4:15 anh ạ. Cú đâu ấy? Đây. Đầu tiên là con cú. Đọc lại đi. Địt con mẹ mày. Khó quá luôn. Địt mẹ con cú luôn. Buổi tối này. Phải này. Con cú đến này. Con cú nhìn ra bên phải trước nhá. Khi mà nó đang giang cánh nhá. Rồi nó quay lại nhìn thẳng nhá. Nhìn sang phải này, nhìn thẳng này. Xong trái. Xong rồi nó nhìn sang bên trái này. Xong nhìn thẳng một mình. Phải, thẳng, trái. Xong quay đầu vào phía sau. Của em. Trái này. Xong rồi nhìn thẳng này. Ủa, tức là bên phải này, xong rồi nhìn thẳng này, xong bên trái này, xong lại nhìn thẳng à? Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Xong lại nhìn thẳng này. Xong lại quay đầu phía sau. Xong rồi nó quay đầu ra phía sau này. Mình làm thử đi. Phải thẳng, trái thẳng. Xong rồi mới xoay sang sunrise. Xong rồi mới xoay đầu sang sau đúng không? Em nghĩ không cần xoay đâu. Em cứ chỉnh cái đầu của nó à. Tại vì qua sunrise nó mất con cú rồi. Phải thẳng, trái thẳng, xoay đầu. Ê, có mẹ mà cái cánh này khó chỉnh vãi lồn đấy. À, đi bạn mình chỉnh cái đầu được mà vãi lồn thật. Phải này. Thẳng này.
trái này, thẳng thẳng này, xoay đầu đằng sau này, cái đít đấy thấy chưa, đít bạ mày. Phải này, thẳng này, trái này, trái đến quay bên thẳng đấy, phải bắt buộc quay bên đấy, thẳng này, thẳng. Quay đầu đằng sau em này. Vòng rồi đây à. Anh chủ nó có hai cái nhìn thẳng lưng cơ thì à, đấy à. Từ đầu là phải xong rồi thẳng, thẳng nhưng mà phải giang cánh anh ơi. Nó kêu là turn again, chắc là nó quay một vòng luôn á. Tức là nha, từ cái thẳng này em anh muốn quay sang trái, anh phải quay một vòng như này, em hiểu không? Là anh bây giờ anh quay sang phải đi. Xong rồi lại quay thành thẳng, xong rồi xoay một vòng. Xoay không xoay một vòng hẳn được luôn rồi anh được. Không được, đây là đến không đến được, không được, không được. Nó tính hết rồi. Phải nhá. Xong rồi thẳng nhá. Anh thử thẳng mà nha. Kiểu anh thử thẳng mà kiểu bỏ cánh xuống anh. Hoặc là theo hướng của mình. Đây à, ý em đây mới là thẳng á. À? Tại vì nó có hai thẳng lận. Rồi, thế từ từ đã. Tại cái thứ hai nó kêu là phải xoay. Đây là phải khi nó giang cánh đúng không? Đúng rồi. Sau đây con cú nhìn thẳng đúng không? Đúng. Nhưng rồi. Mà nhìn thẳng này là nhìn thẳng này hay là nhìn thẳng này? Em nghĩ là cái này thử đi, anh cứ thử hết đi. Okay, nha. Xong nhìn trái. Phải này, xong nhìn thẳng này này. Xong nhìn trái. Đó nhìn trái này. Xong nhìn thẳng luôn. Thẳng nhìn thẳng, thẳng giang cánh hay sao? Không phải quay lại, không phải quay lại luôn. Thẳng giang cánh á. Thẳng bản mình luôn đi. Thẳng này. Xong rồi xoay vòng này. Đấy thì nó thành như này. Theo phải. Hay là anh thử theo hướng của mình nhìn đi. Nhưng mà phải là bên phải. Phải là em là phải là bên này á? Vâng, làm đó. Xong rồi thẳng. Không nhưng phải này làm sao nó giang cánh được? Phải này mới là phải giang cánh nha em. Phải này mới là phải giang cánh này. À, nó bảo nói cái giang cánh là ý nó là để cho mình biết hướng đấy. Mình cứ thử. Tại vì có hai cái nhìn thẳng lượng, anh cứ thử đổ qua đổ lại. Một cái là nhìn thẳng bỏ cánh xuống, một cái là nhìn thẳng bỏ cánh lên. Thôi, tao xem lại một lần. Chẳng đi con mẹ. Tại vì cái thứ hai nó kêu là turn again, là quay một vòng. Turn again nhá. Nhìn qua bên phải. Khi nó giang cánh thì đúng rồi này. Rồi nó quay lại nhìn tôi. Đấy, nghĩa là quay chắc quay một vòng ấy. Không, nó không quay vòng, nó nghĩ không quay vòng, nó nhìn ra bên phải phát thôi. Rồi nó nhìn ra bên trái này. Xong nó lại nhìn thẳng vào mắt này. Xong nó lại quay ngược đầu sau này. Thế là phải thẳng trái thẳng, thẳng xong quay đầu ra đằng sau và biến mất. Phải khi giang cánh này rồi nó quay lại nhìn tôi này, rồi nó quay đầu sang bên trái này, xong nó lại quay lại nhìn tôi này, nó quay mẹ ngược đầu ra đằng sau này, xong nó đéo biến mất này. Hình như là phải của mình hay sao ấy nè. Phải của mình thì làm sao nó giang cánh được em? Như này nó không giang này. Đây, ý em phải của mình là đây đúng không? Anh cứ thử đi, anh cứ thử đi. Phải của mình này. Rồi nó quay mặt sang trước này. Rồi nó quay mặt sang bên trái này. Rồi nó quay lại nhìn tôi này. Rồi đầu nó quay ngược sang sau này. Rồi đi còn mẹ hả? Rồi ôi. À, rồi. Thế cả mình. Luôn. Cuối cùng chật mặt quá, chật mặt quá. Em được biến thành em bé rồi. Ơ, điên. Ơ, ông này trả ông lúc nãy à? Giờ ông hết, hết chứ ta. Hết rồi, chắc hết rồi. Cho con kia ăn hết cả quả tim hết kiểu rồi mà. Đấy, ý nó bảo là một vòng đời người. Tùy cách tưởng tượng như anh thôi. Hết thôi. Và game này có người Việt làm anh nên nó dễ dịch. Ủa, Rutilex này nó là một series game luôn à? Nó là một series khác luôn anh. Game hay, cũng hay. Nó có The Right Room này. Dog.
The Wilder này. Chơi bí mật không? Ui. Mà này mà anh Độ chơi mình khéo em ngủ giấc dậy vẫn thấy anh Độ chơi thì thịt con mẹ mày. Đây là cả đây mày điên là đây là cả lũ chơi đấy, địt mẹ nó còn như thế đấy.